Hello, lại là U70 đây. Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Khánh Nguyễn Cuộc Sống Đức U70. Thì hôm nay mình lại có một cái chủ đề cũng là trả lời câu hỏi của một thắc mắc của một khán giả nói hỏi mình là: cô ơi, ở Đức về hưu thì có được đi làm thêm không? Trước khi đi vào chia sẻ, mong các bạn xem hết video và nhớ cho cái like nhé. Ủng hộ 70. Đừng quên cho cái like. Và nếu như các bạn thấy hay thì chia sẻ để cho nhiều người được biết. Và các bạn là mới thì đăng ký kênh, nhưng mà mình muốn nhắc lại một điều, những bạn mà làm YouTube mong các bạn xem đến nơi đến chốn, mà kể cả những mới làm đừng có chỉ có lấy lượt đăng ký là không được, và kể làm lâu rồi nhiều bạn là không xem video đâu, mình xem mình biết cái bình luận là mình biết. Nên là cái YouTube này á, anh ấy giỏi lắm, anh ấy biết hết đấy, các bạn đừng có lừa mà thành công được. Thì mình lại có một cái câu trả lời bạn hỏi ấy, là về hưu, ở Đức về hưu có được đi làm thêm không? Tất nhiên là có, nhưng với điều kiện, ví dụ như bạn đi làm thêm, người ta gọi là thai sai, là chỉ có 6 tiếng hoặc 3 tiếng, 4 tiếng thì gọi là thai sai, và làm cái mức độ tầm tay là bao nhiêu? Ở riêng ở nước này làm nhiều trừ thuế nhiều, làm ít trừ thuế ít, trừ khi hưởng xã hội, không đi làm là không phải trừ. Còn những người càng lương cao thì trừ thuế càng cao, nộp thuế càng cao và tiền đóng bảo hiểm càng cao. Đấy, ở Đức là như thế. Thì nếu như bạn về hưu, đây là mình ví dụ nhé, ví dụ là bạn về hưu một tháng bạn được 800 euro đi, nhưng mà bạn đi làm một cái nghề thì nó rất là ngon, rất là kiếm ăn rất là dễ, mặc dù bạn đã về hưu rồi nhưng mà bạn có sức khỏe thì bạn vẫn đi làm thêm được. Không phải gọi là đi làm thêm mà đi làm cái nghề đấy là rất tốt, rất dễ. Ví dụ như bạn bạn về hưu được có 800 thôi, nhưng mà bạn đi làm thu nhập một tháng cầm tay của bạn trừ thuế rồi là còn được 1.500. Vậy thì tiền hưu của bạn sẽ bị trừ mất, không còn cái gì. Đấy, không còn một cái gì hết. Và nếu như mà bạn đi làm thêm, làm ít ít thôi á, thì người ta sẽ trừ ít thôi, thì bạn vẫn còn, chỉ gọi là đi làm để cho nó vui, làm một tháng lấy 200, 300 thôi, cho nó vui thôi, mà nó gọi là có thu nhập kiếm thêm thôi, thì người ta cũng trừ, nhưng mà không trừ hết. Chẳng hạn như 200 thì người ta trừ mấy chục, thế người ta không trừ hết, vẫn có ăn. Chứ còn mà là mà bảo là làm mà không bị trừ thuế, riêng ở Đức này không có chuyện không có trừ thuế, làm là phải thuế. Mà nhất là đi làm cho người Đức ý, thì không bao giờ thể trốn trốn thuế được, người ta ký đàng hoàng và người ta phải báo đàng hoàng. Nhưng mà cái người chủ ở Đức này người ta vẫn, riêng ở Đức này nhé, nếu mà làm mà đường đường chính chính ý, thì chắc là không có ăn. Nhưng mà chủ ấy là người ta nhận những người đi làm thêm, người ta không nhận phôi sai. Phôi sai có nghĩa là làm 8 tiếng gọi là phôi sai. Phôi sai là đủ giờ đấy. Phôi là đủ và sai là giờ. Đủ giờ. Phôi sai thì phải trừ thuế cao. Chủ người ta bị trừ thuế, người ta phải đóng thuế cao. Người ta cũng không thích. Và người ta chỉ nhận những người đi làm thai sai thôi. Bởi vì như ngày xưa mình đi bán bút thuê ở cửa khẩu Phà Lan rất là to, còn ông chủ rất là to. Nhưng những người đi làm tính kha sơ đấy, tính trả tiền đấy, thì các bạn ra là mua vuốt xong là đứng nói chuyện, là chỉ có đi làm thai sai. Mà nhiều khi người ta đi làm thai sai là người ta đi làm 3 4 chỗ, 3 4 chỗ thì không được, nhưng mà 2 chỗ 3 chỗ, mỗi chỗ người ta chỉ làm 4 tiếng hoặc là 6 tiếng thôi, chủ người ta nhận như thế, thì người ta phải đóng thuế rất là ít.
nó có lợi cho người chủ, thế là họ chỉ thích những người mà làm thay sai. Thì cái người mà làm thay sai ấy là họ lương họ thấy họ chưa đủ, và thời gian họ vẫn còn, họ lại đi làm thêm một cái chỗ khác nữa, cũng là thay sai, toàn là thay sai. Thay sai là không phải đủ 8 tiếng, mà nó chỉ là 2 tiếng, 3 tiếng, hoặc là 4 tiếng, 5 tiếng, đến 6 tiếng, 7 tiếng trở xuống gọi là thay sai các bạn. Còn 8 tiếng thường thường ấy, ở Việt Nam nói đấy, người ta cũng nói là làm một ngày 8 tiếng đấy là phôi sai, nhưng mà người ta chỉ làm thay sai thôi thì người ta không phải mất tiền thuế cao. Thì riêng ở nước này, trừ bạn không đi làm, trừ những người không đi làm, không làm ra tiền và hưởng xã hội thì không phải trừ cái gì. Còn đã đi làm, trừ kể cả bạn đi làm ít thì cũng trừ ít, về hưu cũng bị trừ, về hưu đi làm thêm cũng bị trừ. Chỉ làm thêm một tháng, ví dụ như là làm thêm một tháng được 400, thêm 400 nữa thôi, nhưng mà có thể người ta trừ mất 200 đấy các bạn đấy. Nhưng mà các bạn ấy vẫn thích đi làm, đi làm nó vui, nó khỏe người. Còn về hưu ở ở nhà thì cũng không phải là buồn. Nhiều khi ấy, người ta cứ nói là ở nước ngoài buồn, nhưng mà nói thật mình chả thấy buồn, mình không có thời gian để buồn, bận rộn rất là nhiều thứ, buồn hay không là do mình tạo ra các bạn. Chứ còn không có thở đủ thời gian để mà buồn này. Cũng như là con dâu mình thế thôi. Nhiều người sang nhé, sang là ơi giời, ở Việt Nam thì khổ chứ. Khổ thấy mẹ, nói kiểu tiếng như theo theo trong miền Nam ấy, khổ thấy mẹ đấy. Nhưng mà sang đây cứ ra vẻ ra đều, rồi tưởng là thế nào chứ, thế này thì biết thế không đi, cái tiền cho sang đây thì cho để ở Việt Nam để kinh doanh. Ở Việt Nam kinh doanh cái gì, đi sang đây thì còn nhiều chuyện. Thế có những người nói đấy, đến lúc rồi phải về đấy, về thì có làm được cái trò gì đâu, rồi cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ. Thế cứ bảo là cái tiền này để ở Việt Nam kinh doanh, sang đây là rất là hay. Chỉ có những người nào mà người ta, rất nhiều người người ta muốn đi mà không không đi được. Còn ở Đức ấy, chế độ rất rất là tốt, chế độ an sinh xã hội rất rất là tốt. Ví dụ như là cái tiền bảo hiểm ốm đau này, đi làm nếu như bạn đi làm mà bạn lương cao thì bạn phải đóng cao, chứ nó không có cái mức cố định. Đi làm lương cao thì phải đóng bảo hiểm ốm đau cao, lương thấp thì đóng bảo hiểm ốm đau thấp. Mà đã có bảo hiểm rồi thì là cái cơ quan bảo hiểm, là ví dụ như mình ốm đau đi khám bệnh các thứ, là người ta phải lo cho mình 100% luôn. Chứ mình thấy như ở Mỹ ấy, là ở Mỹ ấy, là bảo là mua bảo hiểm rất là dễ, già rồi vẫn mua bảo hiểm được, và phải phải mua bảo hiểm. Có người về hưu thì vẫn phải mua bảo hiểm. Mình bảo tại sao nhỉ, đã về hưu rồi, khi mà đi làm nên là người ta trích cái tiền ở trong lương của mình ra để trả cho tiền hưu, đến lúc mình về hưu là trả cho cái tiền bảo hiểm ốm đau rồi. Thì về là chỉ riêng ở Đức nhé, dù rằng bảo hiểm, tiền bảo hiểm của mình rất là ít, nhưng mà cái hãng bảo hiểm vẫn phải chữa cho mình, không mất một đồng xu các bạc nào các bạn, không mất một đồng xu các bạc nào hết. Chỉ cần một cái thẻ đi đến bác sĩ khám hoặc là đi vào viện. Và nhưng mà một điều ấy là nếu như bạn lương cao, bảo hiểm cao thì bạn vào bệnh viện. Vào bệnh viện là người ta quy định là trong vòng 14 ngày thì không có tiền. Còn ngoài cái 14 ngày mà vẫn nằm viện thì phải mất tiền 10 đồng. 10 đồng tiền mất tiền, 10 đồng mỗi ngày. Nhưng mà nếu như bạn hưởng xã hội, trợ cấp xã hội hoặc là tiền của thành phố, đã về hưu rồi ấy, tiền của thành phố người ta cho ấy, người ta bù cho cái tiền hưu không đủ ấy, thì bạn có cái giấy đấy và chứng minh thì bạn đi bệnh viện không có mất một đồng nào hết, không mất, là
Không biết là 14 ngày hay là mình nói ngược nhỉ? Trong vòng 14 ngày ấy là mất mỗi ngày 10 đồng. Đúng rồi. Trong vòng 14 ngày thì mất mỗi ngày 10 đồng. Còn ngoài 14 ngày thì không có tiền. Nhưng mà có mấy người là hình như thế. Mình đã đi viện rồi, không phải là mình nói mò đâu các bạn. Mình đã đi viện rồi nhưng mà mình nhớ lộn, không không hiểu là như thế nào. Không biết là trong vòng 14 ngày mất tiền hay là không mất tiền thì đại khái như thế. Thì mất tiền nằm viện ấy, mỗi ngày 10 đồng thế thôi. Còn đấy như ở Mỹ mình thấy như cái cô cháu, cô ấy biết mình thì cô ấy nói là đi 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 đẻ bình thường ấy cũng mất 8.000, còn nếu đẻ mổ là mất 20.000. Úi trời ơi, những tiền là tiền thì lấy đâu ra mà lắm tiền thế. Còn có một cháu bây giờ cháu đang có bầu, cháu chia sẻ nhé. Cháu cứ bảo là cháu nói là cứ bảo là ở Mỹ không mất tiền, không tốn tiền, tốn rất là nhiều tiền. Có con tốn rất là nhiều tiền. Bây giờ cô cháu chưa chưa sinh con, đang có bầu nhưng mà cháu nói là đi khám thai cũng mất tiền. Đi khám mà để biết là con trai con gái cũng bị mất tiền. Ở bên Đức thì không. Muốn biết con trai con gái thì không mất tiền. Nhưng mà ở Mỹ là mất tiền như thế. Đấy thì có bạn hỏi là về hưu ấy tại sao mà hưởng tiền trợ cấp của thành phố. Nếu mình vừa mới chia sẻ cái video lần trước ấy là còn trong tuổi lao động thì không có việc làm thì là hưởng tiền xã hội, người ta gọi là hát khia. Còn về hưu rồi thì không phải hưởng hát khia nữa mà nó lại chuyển sang là cái tiền của thành phố, người ta giúp, người ta cho khi mà cái lương hưu của mình không đủ. Thì về hưu là vẫn được phép đi làm thêm, có ai cấm đâu, không ai cấm, nhưng mà người ta sẽ trừ của bạn, trừ tiền của bạn. Chứ còn đi làm thêm bình thường mà có sức thì cứ đi làm, hoặc là thích thì cứ đi làm thôi. Nhiều người là thích đi làm, trừ tiền người ta cũng vẫn thích đi làm, bởi vì người ta nói là đi làm ấy thì nó có thêm thu nhập và người ta cảm thấy là, bởi vì những tư tưởng những người mà người ta đã về hưu rồi là người ta nghĩ là già rồi, cập kè miệng lỗ rồi, chả sống là mấy nữa. Cho nên là người ta ở nhà người ta cảm thấy là cuộc sống nó vô vị và ngồi chờ chết. Cho nên người ta thích đi làm như thế để người ta cảm thấy là người của người ta vẫn có ích cho xã hội, vẫn làm ra đồng tiền và nó cũng khỏe mà đi giao lưu bạn bè cùng những người mà cùng đi làm với nhau ấy, nó rất là vui, cho nên là họ thích. Chứ còn này về hưu thì vẫn được phép đi làm bình thường mà bạn. Với lại bạn ấy thắc mắc là tại sao hưởng tiền trợ cấp mà lại cũng có về hưu, rồi về hưu có được đi làm hay không, thì mình trả lời rõ ràng các bạn. Ok, bye bye nhé. Và các bạn nào có thắc mắc gì hoặc là muốn hỏi rõ gì thì các bạn cứ bình luận bên dưới, mình sẵn sàng trả lời. Và bây giờ, bye bye các bạn. Hẹn gặp là vào video tiếp theo. Bye bye.